Rồi chào các bạn đến với kênh Anh Thời Gia Trang nha các bạn. Hôm nay mình làm gáp cái quạt cho khách nè các bạn. Đó. Mình rửa bộ gỗ ráo cánh đồ sẵn hết trơn rồi mình gáp cho khách nè các bạn. Khách đặt mình gáp cái quạt keo nè các bạn. Để mình coi còn điện nào còn ngon thì mình gáp cho khách nha. Các bạn xem thấy kênh Anh Thời Gia Trang có hay gì hữu ích nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Và mình tiến hành mình làm nha các bạn. Đầu tiên là mình kiểm tra coi cái nào còn ngon thì mình để nào còn ngon thì mình hợp giáp. Điện này mình thấy nó đồ nó cũng từ mình lo đến còn nha. Đây mình điện mình có làm rồi, mình có coi rồi. Mình mới cắt đây nè, mình mới lấy ra nè, mua mình tháo ra nè, nhưng còn coi cục điện mà lo mình lắp qua đó còn rất là ta trước còn mối nữa nó lắp cây nữa cái gì cũng có chứ nữa, mà cái gỗ mình cũng có bạn ơi, gỗ không có trước nhiều, gỗ toàn là gỗ bèo thôi. Để đây chưa cuốn nó đâu rồi, mình đưa cục điện cho em nó đây. Sành là bỏ lụm chân rồi. Xem coi nó sao nha các bạn. Nếu mình cứu lại được mình lắp qua này nè các bạn. Lắp qua cái ốp này nè. Đây có số một à. Cục điện bữa đó mình làm nè có số một các bạn. Nên thử ra mình không có lắp được nha. Ê đang quay clip nha mày. Rồi mình tiến hành mình coi mình mằng nha các bạn. Khi mình chuẩn bị sẵn mà không hỏi các bạn, mình không có chuẩn bị cục điện sẵn nha, mình chỉ có coi mình làm soạn này soạn nọ rồi xong xuôi tới trình cục điện rồi còn phải gì để đi
mấy ốc này mà mình cố dặn hồi đã chợt chiêu tay các bạn, chợt chiêu tay một, chợt tay hai, chợt chiêu cục điện, chợt cục điện là rồi nó bị lâu ngày nó bị hít đó, máy bấm không ra, nó chợt cố quá nó hư đồ ốc luôn. À, mỗi giờ có máy dặn nó dễ chứ hồi xưa dặn bằng tay chứ bà. Xưa hồi lúc đó mình làm nhận người ta thấy mồ sờ có cái chỗ nhé, mình quét bằng điện á, mình cái chổi là mình mua là nguyên một cây nè các bạn, đây nè, nó nguyên cái chổi vậy nè, mình vô rửa vào chai mình gặp cái mình mua về mình cắt làm hai, làm cái chổi quét sướng hơn cái cỏ nữa, sạch hơn cái cỏ nữa, mình chữa cây bỏ nhà rồi đó làm có cán luôn mà thấy không, họ tưởng mắt rồi quét sạch lắm, quét bụi đồ im lắm, quét gỗ đồ không ao. Và bây giờ mình tắt ra mình coi mình nghe coi coi nó đứt cái gì nè, cọng chạy thì nó không lên rồi đó nó không lên cọng chạy, đứt đây nè bạn. Hên, hên, hên. Nó bị chặt. Nó chặt, chặt. Nó chặt. Bạn xem thấy kênh Anh Thợ Gia Trai có hay gì hữu ích nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé bạn. Kiếm cái cọng màu xám đó. Nó chặt rồi nó đứt cái cọng màu xám, cái xám này mất tiêu một chân rồi. Khi mình cố cố thì chứ có cái cố cũng được các bạn, mà nó qua đây nữa nè, nó cũng như là chạm dữ vậy đó, bạn xem nữa, có cái nó chạm số bỏ luôn rồi các bạn, chứ không phải đơn giản đâu nha, trăm ngàn đó mà làm ra nhiều cái thấy đo đo thấy nó đơn giản thì mình cắt củ gốc luôn đi. Coi coi nó đứt sao, xong một vàng hai nó đứt luôn cả con vàng này, thấy không, vàng này xám hai bốn năm xanh cái nó nướng luôn chứ không phải đơn giản, mình đấu có hai công ty này lại thật là mình đo đo công này với công cam những con đỏ những đỏ
Mình đo cộng đỏ với cộng này nè, lên là được chủ nó đó, hai cộng chủ đó. Nó có cháy không nha, cháy thua luôn. Wow, cao quá các bạn ơi. Thẳng luôn rồi, đâm thẳng luôn rồi nè, xong luôn rồi. Cộng đỏ nè, đỏ với chạy nè, bỏ luôn rồi các bạn ơi. Này lên, lên bình thường, đợi chạy chậm nhau vậy đó, lên bình thường, lên bình thường, lên bình thường luôn. Chạm luôn các bạn ơi. Bỏ lên. Buộc lòng mình phải lôi cái con khác ra mình gáp nó bạn ơi. Cái đầu kia đâu mất tiêu. Xong luôn. Sao em? Con này là nó bị đứt nha các bạn. Con này mình coi là nó bị đứt nha. Con này gáp luôn đi. Con này cứu lại gáp luôn. Cũng lên. Đò cũng lên. Để mình hạ cây đèn xuống chút xíu cho sáng các bạn xem nha. Thằng này là đầu nó không có gơ luôn được nè, kiểm tra rồi đó, không có gơ đó. Lắp cái quạt mà bán con 150 rồi các bạn ơi. Mình bàn chất lượng mình mới làm nha, còn cái dạng mà lơ khơ lơ tâm ơi mình không có làm đâu. Đường điện hoặc đảo một số mà mình còn không làm nữa đó. Không có lắp vô, 3 số đầy đủ mới lắp bán cho khách hoặc keo. Còn không có thì thôi chứ không có lắp khơi khơi được. Còn cái mối ruột thì mình phải lắp ruột xịn luôn. Còn mối bình thường thì mình lắp ruột tốt thôi. Ruột tốt với ruột xịn nó hai cái khác nhau nha các bạn. Ruột to rút không ra nè. Dướng. Dướng. Làm ăn luôn gặp trở ngại. Em coi đứt cái gì mình cứu ở đây luôn các bạn ơi. Dẫn lên mấy cộng đây. Một cộng đứt. Một bên 4 cộng, hai bên 8 cộng nha các bạn. 1, 2, 3 yếu nữa nè, cái này cũng có vấn đề nữa, luôn luôn gặp trở ngại.
con đề. Con chạy thì sáu ít mất có rồi á. Con đề. Tắt cửa hết luôn. 1 2 3. 1 2 3 nè, đỏ 1 nè, vàng 2 nè, trắng 3 nè, ba anh em nó còn nữa bạn. Ba anh em nó còn hết trơn nè. Thấy không? Ba anh em nó còn hết trơn đầy đủ nè. Thiếu ba anh em nó còn hết trơn, thiếu cha với mẹ. Thiếu cha với thiếu mẹ. Chạy nằm đây, đợi nằm đâu đây. Đất gì nó cũng dễ xử các bạn ơi. Mình biết nó nằm ở chút khúc nào mình banh ra. Banh ra là mình nối được. Một nằm bên đây, hai nằm bên kia. Tại nó lú đầu ra. Có cái nó đấu xui luôn. Đề với chạy nằm bên. Cái thì nó nấu mình xéo xéo. Mèo có nè, ba cộng nè, đủ nè. Bên đây ba cộng đủ nè. Bên đây hai cộng nè. Vì là nó thiếu bên đây nè cả. Nó thiếu bên đây nè. Biết chỗ này nè. Biết mất dấu đây nè. Bên đề tức là em đứt đầu đây đây nè. Bấm này ra gặp. Mong rằng này im á. Lần này lú đầu rồi. Nó về thay cộng phải đó. Nhìn cái đầu lú lên nữa coi. Nó nè. Nó là cái đầu. Đức mình lú lên con tí ti. Cái đầu kẹp lên đó. Siêu nhỏ đầu đây có đã các bạn. Rồi cái cộng đề này mình đổ nha. Cái vật khè mình khè nó cái mình xe này. Nối đầu đến ra các bạn ơi. Đây, kép cái đồng ở đây. Nối đầu mình lôi ra. Thợ hay cần tìm mối nhọn là để xài ba cái này nè bạn. Tìm mối nhọn là sử dụng gì nè đó. Mình xe cho chắc chắn rồi ha. Mình cắt ra. Đây, cái nhỏ đây, cái nhỏ mình xài riết nó dơ hầy luôn rồi. Làm có hơi chậm các bạn xem thông cảm mình nha các bạn.
xem làm nhiều cái nó cũng thú vị lắm các bạn ơi. Mà cái nghề này nó là không có nóng tánh được, làm phải từ từ, làm thợ mà có lúc làm món đồ đó, nó đơn giản, nhanh gọn lẹ, làm cái được liền nữa bạn. Chắc cái này mình gấp hai clip luôn các bạn ơi. Có cái làm mà hơi mất thời gian rồi. Này chắc chắn là còn mà điện còn ngon. Cái này bữa đó mình mua mình bỏ không gài tới trên cả tầng rồi các bạn. Bỏ hoài mình về mình làm biến coi. Làm gì mệt quá rồi có làm biến luôn. Rồi giờ mình đo hai em này nè. Đo hai em nè có nó lên không nha các bạn. Lên không biết liền. Xem mình đang nữa bạn, mấy cọng dây kia nó không có đứt, lên nữa bạn thấy không, lên đó ha, chứng tỏ còn điện này còn nữa bạn. Mình muốn lấy nữa, mình muốn biết nữa, mình hãy đo kỹ lại mấy con số nè, mấy cọng số nè. Lần nữa này cho nó nằm có thứ tự lại. Nó làm cái gì đó, chứ nghe chứ. Làm cho nó nhiều thằng nó làm nó đưa vô chứ nghe chứ. Cái này vừa của hãng nó lắp ra. Có cái lắp bằng máy nha các bạn, có cái thì nó làm bằng thủ công nha. Chứ không phải cái nào cũng nhất định mà làm bằng máy được nha, tùy theo hãng nha các bạn. Có hãng thì người ta làm bằng máy, có hãng thì quấn thủ công đó. Rồi bây giờ mình đo ra một nè, ba mươi, có cột điện nó cản lắm. Ghi lại theo cái nét của cái đồng hồ đó các bạn. 40 48 rồi ok các bạn ơi, còn ngon các bạn. Rồi bây giờ mình tiến hành mình nối dây lại nha các bạn. Xong rồi. Ở bên mình lấy cái cọng dây dài này mình làm đi, lát mình kéo cho nó dễ. Dây này nó cục quá nên nó mình dẫn xuống không được. Rồi bây giờ mình lấy cọng dây dài này mình làm. Clip 1 các bạn xem mình cứu cục điện đi ha. Rồi clip 2 mình lắp cái quạt nha các bạn. Trước khi mình hàn là mấy ngày mình phải cạo hết trơn nha các bạn. Mình cạo hết nó mới ăn, mình hàn nó mới ăn. Cạo này nè, cạo đồng nó ra. Này mình lột chì nó ra được không? Lột chì ra khỏi cạo, lột ra luôn, im, lột ra cái mình hàng qua luôn các bạn. Rồi mình tiến hành nha, mình hàng luôn. Dây mình đưa về hướng này,
xám. Cọng xám mình quấn vô con chạy nha các bạn. Cọng chạy là cái cọng vô K3, vô điện sống luôn đó, vô điện 220 luôn á. Vô nguồn á. Mình lấy nhựa thông đâu mất tiêu rồi. Là cái gì cũng mất công hết. Kiếm bư mình đang biết bư không theo gì mình không có chấm nhựa nghe, tánh mình là hàng này quen ví dụ mà chấm nhựa rồi mà chấm nhựa vô mình hàng trì nó mau hơn, trì vô nó dễ ăn hơn. Cái nhựa trong nhựa nó có chì sẵn nha, chứ không phải có nè, trong chì á nó có nhựa sẵn rồi. Mình nối cái cọng số 3 sẵn nè, số 3 nè, chẳng lộn cho nó nào qua lại là sắp xếp cho nó ngay nhớ. Làm kiếm đồng tiền không phải dễ các bạn ơi, trên đời này không có cái gì mà kiếm đồng tiền dễ hết. Đôi lúc thì cũng ngon lắm, đôi lúc thì nó cũng dở lắm, đôi lúc thì ăn tiền nó khó lắm. Không phải cái nào mà cũng có đồng tiền mà muốn có đâu dễ đâu. Muốn người ta đưa tiền trong túi người ta cho mình ra túi mình xài là không phải là có cái sự hợp lệ, tập lệ và cái sự đồng lòng bằng lòng người ta mới dứt khoát người ta đưa tiền cho mình tự do mình xài. Đó là cái sự hợp lệ với nhau, mua bán làm ăn có cái để người ta sử dụng lại, người ta mới sử dụng số tiền đó mà đưa cho mình xài. Mình quấn 2-3 vòng nữa thôi mình mới đưa vô, mình mới hàng, chứ không quấn 2-3 vòng thì để trên hàng nó đơn độc thì nó kéo lui, nó dễ xuất ra, dễ bị gãy đầu dây, nó không được chắc chắn. Đó, mình quét nhựa vô cái là nó ăn luôn rồi. Rồi còn cọng cuối cùng, cọng đề, cọng đề là cọng đỏ. Rồi mình cho vô luôn. Mình hàng như thế là nó chắc chắn hơn cái xe. Xe quấn để đó cũng được. Nhưng mà cấp bách đó là ví dụ như mình đi bằng dọc đường á, mình cứ xe cho xe còn chắc. Mình đai rút vô cho nó rút vô á các bạn, rút vô nó kéo vô nó gịch vô nó sát cố định lại, thử ra đó là khỏi cần rồi. Bây giờ mình lấy ống ghen, cái rút đây mình chắc mình đứt vô hết rồi. Năm món. Còn điện thì nó quay gì nè, đó, quay gì mới đúng cái đó nè. Mình đứt lúc vô.
Rồi xong trước khi mà mình để sắp xếp dây vô á, mình phải coi lại. Mình coi lại coi nó có va chạm đâu không nha các bạn. Mình coi dây nó nè. Nhiều khi nó chốc nó chạy á, nó chạm với nhau á, vẫn chạm với nhau á, nó dễ bị gây ra nổ. Tại vì có cộng dây đồng nó bị lột á. Nhiều cái nó bị lột thì nó sẽ bị nổ dễ. Nổ gì cái dây số giao số với nhau á. Rồi mình kéo cái cộng dây đề này sát xuống ha. Rồi mình sắp xếp dây làm đai nha các bạn. Cái này mình là con tay một à, nãy lại nó không có đai hai vòng được. Dính rồi đó. Các bạn xem thấy kênh Anh Thợ Cho Chai có hay và hữu ích, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé các bạn. Để mình xong xuôi cái này rồi mình đo rồi cái mình kết thúc video các bạn. Thế vậy chứ làm mà chưa mặn được chị trên cũng mất hơn nửa tiếng hồ, chưa gắt được chưa bạn, mất hơn nửa tiếng hồ. Đây bây giờ mình tước dây ra mình đo nha các bạn. Thường thường á, cuộn điện người ta đo tóm tắt với nhau là ta đo 2 cộng cả 3 của nó là cộng cộng xám với cộng đỏ các bạn nè. Xám với cộng đỏ này là tóm tắt nè, tóm tắt cuộn điện nè đó. Rồi bắt cộng đỏ đo với mấy cộng số nè, nếu mà nó lên thẳng hết trơn luôn là nó ao nè. Còn ví dụ như mà nó lên có tầng thì nó chuẩn, nó còn. Rồi bây giờ mình đo nha các bạn, đo coi mình biết mình làm nó ngon im không nghe. Mình cách nó cộng LG ra nè, đó mình đo cộng xám với cộng đỏ trước nè. Rồi lên được bạn thấy không? Giờ nắm cộng đỏ đo nè. Cộng đỏ nha. Mình đo xanh số 1 nè. Đó. Chặt kìm được coi lên tới đâu. Xanh số 1 nè. 28 ohm. Vàng số 2 nè. 32 ohm. Trắng số 3 nè. 38 39 ohm. Vì cục điện này nó còn ngon rồi đó nha các bạn. Rồi xong xuôi mình bây giờ chỉ còn có cái mình kết thúc video mình ráp vô rồi các bạn ơi. Cái này là còn ngon lành, mình kết thúc video tại đây. Mình dặn ốc này vô đàng hoàng, vô dầu vô mỡ nha các bạn. Rồi xong xuôi bắt đầu cái mình sẽ sắp xếp clip 2, mình sẽ quay ráp cây quạt cho các bạn xem nha. Nè, clip 2 mình ráp cái này nè. Đó, đồ đạc đó các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn clip 2 nha các bạn.